Xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh mua bán ô tô của Huy Trung. Hôm nay thì bên em mới về một chiếc Toyota D-Bay Previa đời 1991, đăng ký 1996. Xe này là nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản. Còn bản này là bản xuất Mỹ nha, bản xuất sang Mỹ. Đó, dòng D-Bay ha. Nhìn mà giống như một chiếc D-Bay. Mâm là mâm đúc inox ha. Đó, mâm xịn đúc inox. Nhìn rất là chắc chắn và đẹp. Đó. Đi đời 991 nhưng mà đã phanh ABS rồi. Đây. Lốp trước còn khá là mới, còn rất là rõ. Đây, đồng sơn thì còn khá là ok. Nội thất, ngoại thất còn rất là đẹp. Anh chị em nào mua về thì chỉ việc đi ngay thôi, không phải làm vấn đề gì hết. Xe còn tương đối đẹp, gầm bệ thì rất ít mục. Rất ít mục. Đời 1991 nhưng mà rất ít mục. Dòng này dòng Nhật, nó còn rất là ngon nha. Toyota giá là 105 triệu bao vận chuyển nha. Xe này vận chuyển hình thứ 7 triệu lần nên em bao vận chuyển cho anh chị luôn. Đó, nhìn giống chiếc D-Bay, nhìn rất là đẹp. Xe là 7 chỗ. Xe này là không hết đời nha, không hết đời. Khám thì em mới khám luôn, khám còn rất là dài. Hay, biển 43 Đà Nẵng. Anh chị em nào cần rút hồ sơ thì em rút cho, hay là công chứng. Rút hồ sơ thì anh chịu phí em 3 triệu là em rút giùm cho. Bên em là thường hay bao vận chuyển chứ rất ít bao hồ sơ. Đây, mâm đúc hợp kim nhìn rất là đẹp. Đó, nhìn rất đẹp. Lúc sau còn rất tương đối. Gầm bệ thì rất ít mục. Đây, rất ít mục. Hầu như không có. Dòng này 1991 nhưng mà. Xe này là bản số sàn. Đó, đi rất tiết kiệm xăng. Khoảng 8 đến 9 lít trên 100 cây. Đó. Thám lên chất trên thăm cây. Xe màu ghi nhìn rất đẹp. Đây, ngoại thất, nội thất. Xe được trang bị một cái màn hình DVD. Đó. Khám còn đến tháng 3 2019 nè. Anh chị em nào mua về chỉ việc đi thôi. Máy móc thì ổn định, ok. Máy 2.4. Máy 7 chỗ nhưng 2.4. Chạy rất tiết kiệm xăng. Máy 2.4 nha, chạy rất là mạnh, số sàn. Xe còn tương đối rất là đẹp. Anh chị em nào mua về thì chỉ việc đi ngay thôi, không phải làm vấn đề gì hết. Còn rút hồ sơ thì 3 triệu, còn giá em bán là 105 triệu bao vận chuyển nha. Toyota Previa D-Bay 1991. Đó. Xe khá là ok ha. Đó. Thất này, vô lăng rất là đẹp, vô lăng 4 chấu. Số sàn. Đó. Đó, trang bị màn hình. Nói chung mọi thứ còn rất là ok. Mua về chỉ việc đi thôi. Đó. Hai gương trích chỉnh điện rất là nhẹ. Hai gương chiếu hậu chỉnh điện. Tấp bi mọi thứ chỉ nẻo còn nguyên si hết. Không phải làm vấn đề gì hết. Đây. Xe còn rất đẹp. Đây, thắng tay thì nó nằm bên tay trái chứ không phải nằm bên phải. Bản là bản số sàn. Rất ít. Rất hiếm bản số sàn. Previa để bay thì thường thì số tự động nhiều nhưng mà rất ít số sàn. Đó, màn hình đầy đủ hết. Quay sơ lược cho bà con coi ha. Ghế da thì mới tẩy rửa rồi, còn rất là sạch sẽ, thơm tho. Anh chị mua về thì như xe mới đi thôi, chứ không phải nó cũ kỹ gì hết. Đây, ghế thì còn rất đẹp, ghế da bóng, nhìn rất là sang trọng. Mới bật chìa khóa thì nó báo vậy đó. Đó. Máy 7 chỗ nhưng máy nổ cũng tương đối êm. Tương đối êm. Không phải êm như là xe máy xăng. Nhưng mà không phải êm tương đối như các loại xe 4 chỗ được. Nó cũng vừa. Máy lạnh thì 2 vàng nha. Xe này máy lạnh 2 vàng rất rét. Máy lạnh thì rất là mát. Gương kính chỉnh điện này rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào. Đây, gương bên đây là gương tự động nha. Nhấn một cái là nó tự lên thôi. Mở cái nhạc. Đó. Nhấn nhẹ nhàng thôi, không phải phụ nâng gì hết.
Hay tuy 1991 nhưng mọi thứ còn rất ok ha. Đó, gương lên xuống nhẹ nhàng. Cái này nó hết thiệt rồi. Cái bên này nó còn lắp cửa đây. Loa âm thanh nghe cũng khá ok. Mới thay cái đĩa, đó, màn hình khá ok ha. Đây nó có một cái hộp để đồ, đó, không, rất là rộng nha, để đồ, để nước hay là để đồ rất là rộng. Đây, cốc để ly, rồi cần thuốc nằm đây, đó. Xin này xuống sàn, đó, xuống sàn. Gương kính chỉnh điện thì còn nguyên hết. Đời 1991, đăng ký 1996. Đó. Máy nổ khá êm. Khá là êm ha. Đó, em sẽ quay nội thất sâu cho bà con xem ha. Toyota đĩa bay, Toyota đĩa bay nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản, đời 1991. Bản này là bản xuất Mỹ. Giá 105 triệu bao vận chuyển ha. Cái này cái bô nó hơi keo. Nay mai em sẽ đi hàng cái bô lại. Nó sẽ êm thôi chứ không có vấn đề gì hết. Đây. Cái bô nè, đây cái bô nó hơi keo. Đó, cái bô không. Đó. Cái bô nó hơi keo thôi. Thôi. Rồi thất sâu đây. Đó. Cái da. Đây chỉ nẻo rồi còn nguyên hết đây. Cái này còn nỉ nhưng mà cái người ta bọc da là bớt rồi rồi. Đây. Cái da xịn nha. Còn rất là bóng bẩy đẹp. Sẽ lên ngồi thử. Nó dần lạnh sâu đây. Nó ngồi ra mát. Xe này ngồi 7 chỗ hoặc 7 người hoặc 8 người vô tư nha. Đó. Xe này nói chung là 7 chỗ. Đó. Có cái hộp để thuốc ở đây. Đó. Giá phải chăng Toyota của Nhật mà rất là ngon, rất là bền nha. Đời 1996, 91 nhưng mà rất bền, đăng ký 96. Đây, cái da này nhìn rất là đẹp. Đây, mọi thứ còn nguyên bản hết. Đây. Anh chị em nào mua về thì chỉ việc đi ngay thôi, không phải làm bất cứ vấn đề gì hết. Sau này cũng có một cái hộp để tàn thuốc. Đó. Xe thì máy lạnh rất là sâu nha. Máy lạnh đi lạnh á, nó thiệt rất là lạnh. Anh chị em nào mua về thì chỉ việc đi ngay thôi. Ngồi rất là rộng nha. 7 chỗ nhưng mà rất là rộng. Đây nắm mở cửa rồi là còn nguyên xi hết toàn bộ. Mở cửa phải đẩy ra chút rồi nó mới ra được đó. Đó, tóc mi chỉ nẻo đồ còn nguyên hết. Máy nổ khá êm thôi. Cái bô nó hơi keo thôi. Anh chị mua thì em hàng cái bô lại. Mai em sẽ đi hàng cái bô lại là nó êm ru thôi. Đó. Trên này 4 máy nha. 2.4. 4 máy 2.4. Nó chạy rất tiết kiệm xăng. Để mở nắp cái bô cho bà con xem ha. Rồi, máy nằm ở trong đó, máy nằm ở trong. Đây, xe này cột kèo chỉ nẻo rồi còn nguyên hết. Chủ một chủ từ đầu đến cuối. Đây, một chủ từ đầu đến cuối nha. À, chủ Đà Nẵng nha. Anh chị nào mua thì em rút hồ sơ cho. Đây.
chữ Toyota còn nguyên nè. Nếu như đâm là mất chữ Toyota này rồi. Đây cục kè chỉ nẻo rồi còn nguyên xi hết. Anh chị em nào mua thì liên hệ số điện thoại 0905 356 663 xem xe tại Quảng Nam nha. Toyota đĩa bay nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản, máy 2.4 chạy khoảng 8 đến 9 lít trên 100 cây á. Giá 105 triệu bao vận chuyển. Đó. 105 triệu bao vận chuyển. Đó. Xe còn nguyên bản rất là nhiều. Đồ đi. Xe đồ lên còn cũng khá là nhiều ha. Đây. Quay cầm dưới cho xem ha. Đây. Máy nằm đây. Gầm ít mục ha. Gầm ít mục. Sắc xi nè. Sắc xi còn nguyên. Chưa mục bao nhiêu hết. Đây là lốp xe cua ha. Đây là lốp xe cua. Đây sắc xi còn nguyên nè. Đây là lốp xe cua ha. Còn toàn bộ còn nguyên hết. Đuôi nhìn rất là đẹp. Đó, cốp sau rất là rộng ha. Cốp sau cực kỳ rộng luôn. Đó. Cốp sau này có thể bỏ hai cái súp chở hai người nữa vô tư. Hai cột kèo đằng sau rồi còn nguyên bản hết, còn nguyên xi hết, chưa đâm đụng hay ngập nước gì hết nha. Xe này chưa đâm đụng gì hết. Đèn đồ đèn là green hết. Xe nói chung là đẹp khỏi chê. Đây, mọi thứ rồi nó còn nguyên hết. Đó, ghế còn ngồi rất là rộng. Anh chị em nào mua thì liên hệ số điện thoại 0905 356 663 xem xe tại Quảng Nam nha. Giá 105 triệu bao vận chuyển. Gầm đây gầm rất mục. Bên cái bệ nó còn nguyên hết, nó rất mục. Xi rồi nó còn nguyên hết nè. Hoa giày sắc xi còn nguyên xi hết. Form dáng thì nhìn rất là sang trọng. Form nhìn rất đẹp ha. Đó. Anh chị em nào mua về chỉ việc đi đổ xăng là chạy thôi, không phải làm bất cứ thứ gì hết á. Giá 105 triệu bao vận chuyển nha. Máy chạy rất tiết kiệm xăng, khoảng 8 đến 9 lít trên 100 cây á. Số sàn chạy rất mạnh và tiết kiệm xăng. Xe này bản số sàn nha, rất hiếm có. Đĩa bay thì thường thường là số tự động rất có nhiều. Đồng sơn thì còn khá là ok. Khám vẫn còn, khám vẫn dài. Rồi thất ngoại thất còn rất đẹp. Anh chị em nào mua về chỉ việc đi thôi. Xe này là bản xuất Mỹ hồi xưa nha. Nhập nguyên chiếc từ Nhật nhưng mà cái bản này là bản xuất sang Mỹ. Đèn đốt thì đầy đủ hết, toàn bộ lốp láp còn mới. Gương kính chính điện. Ai cần thì liên hệ nha. Nhanh tay liên hệ chứ không là mất xe thì uổng. Giá vừa phải. Toyota Bravia đĩa bay 1991 đăng ký 1996. Chạy rất lợi xăng. 9 lít trên 100 cây kể máy lạnh luôn. Giá 105 triệu bao vận chuyển. Ai cần thì liên hệ Huy Trung Mô Tô nha. Xe tại Quảng Nam. Ai thích thì vào coi. Không là em vận chuyển ra cho. Giá này là em bao vận chuyển. Rồi cảm ơn các anh chị đã xem ha. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi kênh của em nhiều hơn. Về nhiều video về xe hơn. Sắp tới em sẽ đem theo một ít xe nữa. Anh chị cứ theo dõi. Rồi cảm ơn tất cả anh chị nha. Rồi. Hẹn gặp lại.